Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái món tiếp theo của Đà Nẵng mà mình rất là thích, đó là chuối chiên nha. Và tại sao mình giới thiệu một cái món rất là quen thuộc với tất cả các vùng miền? Tại vì chuối chiên Đà Nẵng rất là khác biệt nha mọi người. Đây là cái địa chỉ của quán mình để trên đây là 270 Hoàng Diệu nha. Chuối chiên của Đà Nẵng là không giống chuối chiên của bất kỳ tỉnh thành nào hết. Tại vì trong chuối chiên này á, ngoài chuối còn có khoai lang, có dừa tươi, bào sợi, có mè, và một số chỗ họ còn để thêm một số loại đậu như là đậu xanh hay là đậu đỏ để vào tăng thêm hương vị. Mọi người xem nha, và cực kỳ hấp dẫn luôn. Bây giờ mình làm lại clip này á, mình vẫn còn thèm nha mọi người, và giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 3.000 một cái mà thôi. Bây ăn không? Bây là khoai. Cái này là một lát chuối bỏ lên, rồi bắt đầu bỏ vô chảo. Cái này là nghề của cô, là nghề của con gái con. Mọi người nhớ like, subscribe và share kênh của mình để gọi coi tiếp nha, để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Clip mình đến đây là hết rồi. Mọi người nhớ like, subscribe và share kênh của mình nha. Và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau. Bye bye tất cả mọi người.